nhiều. Cho nên là cái thứ nhất ở Việt Nam là phải có trí tuệ. À, bên kia cũng vậy thôi. Thứ hai là phải giàu mối quan hệ. Đúng như cái điều thứ hai Antonio Robbins. Thứ ba là phải nắm vững luật lệ. Thì luật lệ Việt Nam nó khác luật lệ thế giới. Anh làm không đúng thì là anh vào tù. Và rất nhiều công ty đã bị vào tù. Và cái thứ tư ấy, là phải biết sử dụng tiền tệ. Nhiều lúc phải biết đúng lúc. Và dùng nhiều cái tiền khác. Và thứ năm là phải hô huynh để người đỡ đầu. Đúng như ở bên Mỹ thôi, đảng Dân Chủ là mà trước khi bầu cử là phải dùng tiền đi làm với cuộc kinh lý và lôi cái thiện cảm của mình. Cho nên là anh phải có những huynh đệ hay là những nhà dự báo cho anh biết là năm nay anh phải làm thế này, năm sau anh phải thế này. Cho nên là anh phải nhớ là và năm điều ấy lại phải nằm trên một cái nền móng. Cái hạnh phúc và cái giàu có là ngôi nhà thôi, nó nằm trên cái nền móng vững chắc là 10 chữ nhà mạng. Vì ở ngoài ở Việt Nam này nó lại đi về tâm linh, cho nên thứ nhất là mồ mả, hai chữ em mà. Thứ hai là phải mạnh mẽ, chứ hay sợ, một trong kinh doanh mạng thất bại hay sợ, phải mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ chưa đủ, phải miệt mài, liên tục đi. Mồ mả, mạnh mẽ, miệt mài. Và phải mưu mẹ. Mưu mẹ. Phải mưu mẹ. Mồ mả, mạnh mẽ, mệt mẻ. Mưu mẹ. Mưu mẹ. Và hai chị em mà nữa. Nghe anh sáng tác nhưng mà còn nhiều nữa nhưng mà thôi lấy 8, 10. Thứ nhất là mồ mả nhá, số 1 nghiên cứu. Thì trong mồ mả ấy, mỗi ai cũng có một bà cô, cũng gọi là bà cô tổ. Mà phải tìm xem bà cô tổ ấy, ai là chết non nhất. Thì khi chết non nó còn thánh khiết, thì về cõi âm thì lên là tầng 9, tầng cao nhất. Thì người luôn luôn đi theo mình, hộ trì cho mình. Cho nên phải tìm cái bà cô tổ để mà thờ. Và giúp cho may mắn hoặc là đi đường và báo cho những lúc nào tai nạn, tai nhiên mình biết. May mắn. Có những yếu tố phải nó ngoài cái thông tin không nói được, nó còn may mắn. Ví dụ như anh vào cái thời mà nó đang suy thoái này, anh phải kinh doanh và anh thất bại. Cho nên nó phải có yếu tố may mắn, dù sao nó có yếu tố, bởi vì không có cái thống kê nào thống kê đầy đủ tất cả những cái điều kiện biên hết. Cho nên nó vẫn phải rơi vào một cái điều may mắn. Nhưng mà cái may mắn này nó lại đúng với cái chuyện mồ mả. Và cái điều trong như tâm linh tức là cho đi. Đáng lẽ cái điều ấy anh làm như thế này anh bị thất bại, nhưng mà vì cái yếu tố tâm linh anh hay cho đi thì anh lại được nhận lại. Ví dụ một anh bạn anh ấy là cho em đến xem cái đồ cổ, thì khi ông hành quân vào trong Nam thì ông đi qua Hà Tĩnh, thấy đồng bào nghèo quá, thì trong lúc đấy ông đang chở về lương thực, tức là những cái thùng lương khô này, thì ông thấy cái làng ấy nghèo quá thì ông vứt ra 10 thùng biếu để cứu đói. Thế bỗng nhiên có một gia đình họ mang ra, họ bảo tôi có một thanh kiếm dài 2 mét thì tôi để nhà chẳng biết gì, thôi ông người lính tặng ông. Thế ông mang về ông để ở nhà ông, vừa rồi ông triển lãm thì trong cái thanh kiếm nó để chữ Thiên Hoàng Minh Trị, hóa kiếm của một võ quan Nhật. Thì ngày xưa nó vào nó chiếm Hà Tĩnh thì nó đi chơi gái. Nó vì dựng cái thanh kiếm mà bờ tường bị thằng ăn cắp lấy mất. Thế nó ném xuống dao rồi. Thế sao cũng chẳng ai dùng, cái nó dài và nó nặng lắm. Thế thì về rồi ông triển lãm thì Nhật đến xem thì nhìn thấy thanh kiếm cổ này, ông Nhật cũng không tìm được. Cứ đến giá 45 triệu đô ông bán. Vậy hóa ra chỉ cần cho một cái, vì tình thương cho một cái mấy cái gói lương khô nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà lại được lại bây giờ chính là được cái 45 triệu đô. Thì bây giờ nhà kinh doanh làm cả đời chứ chắc là có 45 triệu đô, nhưng mà trừ một vì một cái tình thương. Cho nên trong đạo Phật ông Thích Huyền Diệu ông nói là tình thương và lòng đồ lượng, sức mạnh của sự mầu nhiệm. Anh hãy biết mang cái tình thương anh cho đi thì anh sẽ nhận được sức mạnh của sự mầu nhiệm. Cũng như một cái ông, như cái ông người Nhật hôm qua đấy, tay như thế, chân như thế, nhưng cái ông lại thành công được như thế,
sức mạnh mầu nhiệm. Bởi vì chính trong ông có một cái tình thương và lòng độ lượng. Và chính bây giờ ông đi làm từ thiện, chính là ông có cái tình thương và lòng độ lượng. Và chính cái đó cho một cái sức mạnh mà không có cái lý luận nào có thể nói. Nó cũng giống như một cái phản ứng nhiệt hạch, phản ứng nguyên tử. Tại sao đạt đến một cái nhiệt độ mà cái hạt này bắn phá hoặc kiềng cái nó nổ liên tục. Nó giống như mặt trời. Cứ tỏa sáng, cứ cháy như thế. Cháy đến hàng tỷ năm. Vậy thì cái sức mạnh nào mà làm như thế? Cái trong con người mà thế thôi. Nếu ai có tình thương và lòng đổ được, mang cái đó đi cống hiến cho nhân loại, thì anh sẽ, nó gọi là, nó là thay đổi về chất. Ví dụ như nước, 99 độ vẫn là nước, nhưng 100 độ thì là thành thể hơi. Tức là khi anh đạt đến một cái độ nào đó, anh thăng hoa, anh trở thành thánh thiện, thành vĩ đại, thành Phật,